tưởng là xe lúc nào cũng dừng trạm để ăn uống, cho nên là trước khi lên xe không có ăn gì hết. Lên xe phải hỏi có dừng trạm hay không, nếu không là phải ăn uống trước, nếu không đói. Dừng trạm này mai trạm này có bán bánh bao, biết mua cái bánh bao lên xe. Rồi bây giờ xe chạy rồi. Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Sau mấy ngày du lịch tại thành phố Cần Thơ thì đến hôm nay cũng là ngày Nick phải quay trở về Sài Gòn rồi. Và hành trình hôm nay thì Nick cũng đặt vé của hãng xe Phương Trang, xe giường nằm đi từ thành phố Cần Thơ về bến xe miền Tây, sau đó là trung chuyển về quận Nhất nha. Và chuyến đi ngày hôm nay như thế nào, Nick cũng sẽ quay ít phút chia sẻ lại hành trình ngày hôm nay cho quý cô bác, anh chị và các bạn cùng xem. Bây giờ mời cô bác, anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip ngày hôm nay nha. Khi mà Nick gọi tổng đài đặt xe thì bên nhà xe có báo gọi điện trở lại, tài xế sẽ đến đón đúng giờ. Thì bây giờ là gần tới giờ rồi, Nick thấy có xe trung chuyển của Phương Trang đang tới rồi. Đó, chỉ cần đứng ngay địa điểm mình cần đón thôi, xe sẽ tới đón mình. Đây rồi, đúng rồi, xe Phương Trang nè, xe trung chuyển. Rồi, xe tới rồi, dòng lại trước chỗ Nick đứng luôn. Xe đến đón rất là đúng giờ luôn. Bây giờ là khởi hành ra ngoài bến xe Cần Thơ, để từ đó lên xe đi về bến xe miền Tây nha. Đây, mặt tài ngồi phía trước đang lái nè. Ở đây mình chạy ra bến xe mất khoảng bao lâu anh? Mình chạy thẳng luôn gần khoảng 10 phút rồi đấy. Khoảng 10 phút. Bây giờ buổi trưa vắng rồi, chắc là chạy lẹ rồi ha. Dạ. Đó, mình có ghé đón đâu nữa không? Đón đây chỗ với Trần Ngọc Quế. Dạ. Dạ. Rồi ghé, em thấy là chỗ này là khách sạn Sài Gòn Cần Thơ nè. Cũng có người đặt. Bây giờ xe sẽ đón luôn. Bây giờ là xe dừng đón ở một chỗ khác nữa, chỗ này người ta hẹn địa chỉ đến đón mà. Rồi, rất là nhanh, bây giờ tới bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ đó. Đây là phòng vé bên trong của nhà xe nè. Có phần khu vực về bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, Vũng Tàu, Đà Lạt, hoặc là về tiếp tục về miền Tây. Ở đây có bảng giá rất là rõ trước mặt luôn nè. Về bến xe miền Tây ở Sài Gòn là 165.000, bến xe miền Đông cũng 165.000, Đà Lạt 435, Vũng Tàu 290, Cà Mau 165, Rạch Giá 150.000, Châu Đốc 125.000, Hồng Ngự 140.000, Nam Căn 190.000, Bạc Liêu 155.000, Sóc Trăng 130.000, Long Xuyên 95.000, Bình Dương 180.000. Thôi, Nick đã đặt và ra đọc số điện thoại lấy vé rất là đơn giản thôi. Xong mọi người chờ xe, nhà xe thông báo là xe số mấy rồi
tới giờ khởi hành là ra xe thôi. Đây là nhảy ghế ngồi chờ phía ngoài, một nhảy xe đi các nơi nè. Rồi xe phía trước là từ Cần Thơ đi bến xe miền Tây khởi hành lúc 13:30, 1:30 trưa nè. Biết sẽ đi chuyến này. Bây giờ chúng sẽ bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó là lên xe là cởi giày bỏ vô bọc và xách lên xe thôi. Rồi hành lý được mấy bạn nhân viên bỏ vô trong cốp xe rồi. Giờ tới đây chờ đưa vé cho mấy bạn kiểm tra để check-in lên xe, sau đó là tháo giày bỏ trong bọc xách lên nè. Đây là cái xe Mercedes. Ở đây có hai xe từ Cần Thơ về bến xe miền Tây là về Sài Gòn đó, nhưng mà chạy sát về nhìn nhau luôn. 13:30 và 13:31 xem kỹ lại thì biết là chuyến 13:31 đó là cách nhau có 1 phút rồi, cho nên là mình đưa vé thì nhân viên họ kiểm tra, họ sẽ chỉ cho đúng xe thôi, cũng không có vấn đề gì phải lo lắng. Bởi vì xe ai lên đều có số ghế của người đó hết, chứ không phải là muốn lên ngồi chỗ nào là chỗ ngồi được, mà mấy bạn thấy xe không đúng thì bạn chỉ qua xe khác cho đúng xe. Thôi bây giờ Nick sẽ lên xe. Bây giờ tháo giày ra bỏ vô bọc rồi xách lên xe. Thôi cũng là sơ đồ giống như xe lần trước mình đi thôi. Nick ngồi A9 và hướng bên tay phải đây. Chính là số ghế này đây. Nhét giày của mình vô. Đây một cái giường dài có ghế kê đầu nằm, giống như lần trước là Nick đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ thôi. Này cũng 2 tầng 3 dãy ghế. Mọi ghế đều có rèm kéo ngoài cửa sổ. Cửa sổ thì dán cái này để chống nắng rồi. Nhiều người thắc mắc là sao dán bít. Thật ra thì cũng là chống nắng bớt thôi. Kéo thêm cái rèm này nó mới đủ che bớt sáng. Rồi có thêm cái màn để làm cái phòng riêng thì phải kéo cái màn này lại. Đây, cái phòng này để giày bọc chân vô, cái này để lên trên để chai nước, màn hình tivi nè đó. Bây giờ không thấy sử dụng tới nữa, màn hình phẳng lớn hơn cái màn hình trên ghế ngồi trên máy bay. Bếp đèn lỗ hơi của máy lạnh. Ở trên đầu giường bây giờ Nick mới để ý là thấy chỗ này có cái lỗ cắm tai nghe, cái này là lỗ cắm sạc của đầu USB, hai lỗ cắm luôn. Đi đường dài ai cần sạc pin thì nằm ngay tại giường của mình nghiêm sạc. Rồi lên chỗ ngồi ngon lành rồi, kéo cái màn lại. Tí nữa họ có thể kéo cái này lại thành cái phòng riêng là mình nằm nghỉ thoải mái thôi. Nằm thẳng cẳng luôn, thoải mái. Bây giờ xe đã khởi hành rồi, rất là đúng giờ nha, nhanh gọn lẹ, ít phút gọi ra xe chuẩn bị công tác xong là lên xe và xe đã chạy rồi.
cửa sổ thì đã dán lại bớt để che nắng bớt rồi. Anh mới nhìn qua là nó sẽ có hình như thế này, nó mờ mờ thôi. Cái này ai muốn nằm thì nằm, ai muốn ngồi thì ngồi. Ngồi thẳng lưng thì nó sẽ đụng ở trên trần này. Cho nên là ai mà bự con quá, cao quá, mập quá cũng hơi khổ nha. Cái ghế này nó gọn vừa đủ một người, nhưng mà mới thấy là người gì tầm vừa phải, body vừa phải là thấy ok, khá là ok, nằm gọn thoải mái nha. Nhất là đi đường dài mà ghế có thể nằm sải tay thải chân là thẳng bằng thoải mái. Chỉ có là ai mà chân dài quá hoặc là hơi béo phải mập đi. Là gì biết xem tay như thế này à? Đúng rồi em, gì biết xem tay kia. Đây nhân viên bắt nước, bắt người một chai nước và một cái khăn ướt, và đồng thời là sẽ hỏi khách là về bến xe miền Tây, hay là nhiều khi là có khách là đi trên đường mà đã xuống rồi thì báo để nhân viên họ biết họ sẽ dừng trạm nào cho phù hợp á. Bây giờ thì ngắm cảnh thì trưa nắng rồi cũng chán nên nó sẽ nằm nghỉ một tí. Tí nữa có dừng trạm gì có gì hay để tiếp tục quay chia sẻ cho các bạn chị mình xem thêm nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại sau. Bây giờ xe dừng ở một cái trạm trung chuyển của nhà xe Phương Trang nè. Theo thông tin mà ở bên xe báo thì là chỉ dừng đi vệ sinh nhanh thôi, chứ không phải là dừng trạm để đi ăn uống như lần trước từ Sài Gòn nước về Cần Thơ á. Mà nhà xe thì bên tài xế báo là tùy khung giờ, chứ không phải khung giờ nào cũng là dừng trạm nghỉ ngơi để ăn uống. Và khung giờ mà nước đi á, là khung giờ này là chỉ dừng đi vệ sinh ít phút là giọt đi thẳng về Sài Gòn. Cho nên là quý cô bác chị mình phải lưu ý nhớ xem cái giờ đó và nhớ hỏi nhà xe để còn ăn uống trước khi lên xe đi, nếu không á thì đói bụng nha. Ví dụ như mình chủ quan, mình nghĩ là lúc nào cũng dừng trạm để đi ăn uống á, thì lần này giờ này khung giờ xe không có dừng để đi ăn uống thì mình sẽ bị đói bụng. Bây giờ nước vệ sinh xong mà lên xe đây. Trở về căn phòng của mình. Cái hộp nó để đó, nó có mẹ đó. Nick là cũng chủ quan, tưởng là xe lúc nào cũng dừng trạm để ăn uống, cho nên là trước khi lên xe không có ăn gì hết. Bây giờ cái trạm này đi vệ sinh nhanh quá nên Nick tranh thủ mua cái bánh bao, một cái bánh bao mang lên xe để ăn. Thì xe giọt thẳng về Sài Gòn luôn mọi người. Nên là phải lưu ý có khung giờ nữa. Không phải khung giờ nào cũng được dừng trạm ăn uống thoải mái hết. Và theo Đức biết là cũng có cái tuyến xe mà miền Đông á, đi các tỉnh mà Sài Gòn trở ra miền Đông hoặc là miền Trung á, thì có khung giờ là xe sẽ bị chậm, thì xe sẽ trung chuyển không vào được cái trung tâm Sài Gòn, bị kẹt xe, giờ kẹt xe hoặc là giờ xe không được vào, ví dụ xe lớn không được vào đó, thì họ sẽ hoặc có nghĩa là xe bị kẹt và chờ. Nhưng khi là mình cũng không biết, mà nhà xe thì khi họ, một số người họ không trả lời rõ đó, làm cho mình hiểu lầm.
chứ còn đi muốn tuyến xe miền Đông á, thì dễ bị sự cố hơn là miền Tây. Miền Tây còn dễ, còn ở bến xe mà từ miền Đông đi vào trung chuyển vào trung tâm Sài Gòn này, dễ bị lắm, tại ở đó là một lượng xe quá lớn và dễ bị kẹt xe, và đôi khi là không giờ mà xe về không kịp, không đúng giờ đó. Nhưng biết là có cô chú nào đã được đi, nó là bị xe không vào tới khuya luôn mới vào mới đi được, thì đúng là ở đó là hay bị sự cố, đặc biệt là cái dịp mà lễ Tết là ngay trước cái khung giờ cao điểm đó, chắc chắn là sẽ bị sự cố rất là khó, thì khi cũng không biết trước được, nên không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Nhưng mà đi mà xe là đúng giờ, chạy tốt, ok, tính giờ đúng giờ là mừng rồi, không có sự cố là mừng. Cũng giống như mình đi máy bay thôi, có phải hãng hàng không nào mà tốt đánh giá là tốt là tuyệt đối đâu, có khi nó cũng bị sự cố delay hoặc là sự cố này kia thì xảy ra, thì cũng bị vấn đề này nọ đó, thì cũng không biết trước được, không ạ? Cho nên là nếu mà có sự cố xảy ra thì coi như là mình không may đi trong lần đó đi gặp sự cố thôi, chứ còn bên nhà xe hay là bên máy bay họ cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra, phải không ạ? Ở đây lần này rút kinh nghiệm đi, trước khi đi lên xe phải hỏi có dừng trạm hay không, nếu không là phải ăn uống trước, nếu không đói. Dừng trạm này mai trạm này có bán bánh bao, đi mua cái bánh bao lên xe. Rồi bây giờ xe chạy rồi. Rút kinh nghiệm nha. Thằng này đi không biết kinh nghiệm, rút kinh nghiệm cho lần sau. Đói rồi, ăn cái gì cũng ngon, mà bánh bao này, bánh bao cũng ngon không? Dùng tới cái khăn được phát ở trên xe nè. Sự cố nhỏ mà nó không nắm được đó là xe không dừng, cho nên là anh đỡ bánh bao, nhưng mà đó là chuyện nhỏ và chuyện lớn. Mà anh thấy nhiều người cũng có nhu cầu ăn uống, chắc người ta cũng biết hoặc là người ta ăn trước khi người ta đi lên xe rồi, đó là một số người chỉ xuống đi toilet rồi và không có dừng trạm ghé lâu, thì bây giờ xe chạy về Sài Gòn càng nhanh nữa. Nghĩ là lần này đi từ Cần Thơ về Sài Gòn sẽ nhanh hơn là từ hôm bữa Cần Thơ về Sài Gòn, bởi vì không dừng trạm thì sẽ chạy lẹ tới luôn. Trong tí nữa về tới Sài Gòn tổng thời gian là bao nhiêu? Lít sẽ ghi chú lại và sẽ cho bác chị mình cũng biết luôn nha. Bây giờ là ăn bánh bao xong rồi, uống nước, nghỉ ngơi một tí, nằm thư giãn, tiếp tục trên xe nha. Rồi bây giờ xe đã tới bến xe miền Tây rồi, rất là nhanh luôn. Bây giờ là 4:20, như vậy là xe đi trong vòng 2:50 thôi, là do không có dừng trạm để ăn uống, đó là tiết kiệm thời gian về nhanh hơn bình thường. Rồi bây giờ đã tới bến xe miền Tây, xuống xe nhận hành lý, sau đó là đi vào chỗ nhà xe hỏi xe trung chuyển về Nguyễn Cư Trinh, về trạm Nguyễn Cư Trinh quận nhất. Đây là bên trong của nhà xe trung chuyển nè, thì muốn hỏi thông tin gì tới hỏi nhân viên, họ sẽ báo là tất cả đều ngoài chợ đây. Tí nữa là có người điều xe tới thông báo để ra xe để mà đi thôi. Bây giờ chờ trong nhà xe xong thì bắt tài vô gọi là ai đi về quận nhất thì ra theo xe về. Đây, xe này trung chuyển về Nguyễn Cư Trinh quận nhất nha.
thì đổi phải là xe đó. Giờ cao điểm rồi, bây giờ kẹt xe quá chừng. Xe túa ra dòng xoay quá trời. Thì đi cái giờ cao điểm này xe ra vô trung chuyển đón đâu có đúng giờ đâu không anh? Cũng phải chờ hơi lâu phải không? Dạ. Xe trung chuyển của mình á đi ra vô nhưng cái khoảng giờ này là kẹt đi hơi lâu phải không? Lâu. Đâu có chính xác thời gian. Dạ. Yeah. Ai cũng chen hết trơn rồi. Rồi, bây giờ thì Nick đã về trung tâm quận nhất Sài Gòn rồi. Tổng thời gian mà Nick đi đó là hành trình mà từ bến xe Cần Thơ lên tới bến xe miền Tây á thì có 2 tiếng 50 phút thôi, nhưng mà tại chỗ bến xe miền Tây rơi vào đúng giờ cao điểm cho nên là Nick phải đợi cũng khoảng là 25 đến 30 phút mới có xe trung chuyển về quận nhất. Nhưng mà xe kẹt tùm lum cho nên là mắc tài là phải kết hợp là đón thả ở bên quận 10 sau đó mới chạy về bên trung tâm quận nhất, cho nên tổng thời gian mà Nick về tới được ở đây bây giờ là khoảng 5:30 chiều, 5:30 là Nick mới tới được trung tâm quận nhất nha. Đó là cái khoảng thời gian là do trung chuyển là mất cái thời gian chỗ đó, đó là vì giờ cao điểm kẹt xe rất là nhiều luôn, cho nên là không sao, mình đi mình hiểu mà tình trạng giao thông ngay giờ cao điểm thì xe không thể chạy nhanh được và đồng thời là còn thả chỗ này chỗ kia nữa cho nên là mất thời gian thêm thì đành chịu thôi. Nhưng mà Nick thấy nhìn chung là dịch vụ của xe Phương Trang gì quá tốt rồi. Tại sao? Bởi vì thông thường là đi tới cái bến xe đó là ta xuống phải tự đi taxi mà đi xe ngoài đi về, nhưng mà xe Phương Trang là có trung chuyển đến một số nơi thuận tiện cho mình. Ví dụ là Nick ở gần quận nhất về quận nhất có xe đi hoàn toàn miễn phí luôn, 165.000 là cũng chiều lượt về từ bến xe Cần Thơ về Sài Gòn đó. Có nhiêu đó tiền thôi là đón tại chỗ mà đỡ bên trong Cần Thơ luôn, rồi đưa ra bến xe, rồi từ bến xe Cần Thơ về tới bến xe miền Tây ở Sài Gòn, rồi từ bến xe miền Tây lại có xe trung chuyển về cái vị trí, cái địa điểm mà mình cần đi đó, gì là quá tốt rồi. Nhìn chung là xe ngày nay cải tiến và thứ nhất là giường nằm thoải mái, thứ hai là dịch vụ kèm thêm như vậy đó, không có tính tiền thêm nữa, rất là ok luôn. Video clip chia sẻ hành trình của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip phía sau. Xin chúc cho mọi người một buổi chiều tối thật là mát mẻ, vui vẻ nè, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.